Dân thiểu số đứng trước những vấn nạn đó, đường tăng được đại đường cử phải tìm ra con đường xin zoom để giải quyết vấn đề này. Trên đường đi, đường tăng phải thu thập được hai bảo bối Ban Ca và AUM để đổi lấy chân dung. Từ đây, một hành trình gian nan phía trước sẽ mở ra. Biết mệt như này tôi là bánh khúc đây, bánh khúc đây, tôi là bánh khúc đây, tôi là bánh khúc. Nhà ngươi bán xôi à? Dạ vâng ạ. Thế còn nhiều không? Còn nhiều lắm thầy ạ. Còn nhiều thì đi bán tiếp đi, đứng đấy mà hót mặt à? À, tao bảo. Thế có bán ruốc không? Nhà sư mà cũng ăn ruốc à? Tao hỏi ruốc cho con ngựa. Này, tao bảo, nhìn mặt nhà ngươi cũng phong minh sáng sủa, tại sao lại phải đi bán xôi như này? Ra ngày xưa con cũng là banker đấy, nhưng mà đợt này hết zoom nên con phải đi bán cái này đây. Ai, tao hiểu. Cũng chính vì thế nên ta mới đang trên đường đi thỉnh Dung để cứu ba tánh muôn dân. Người có muốn đi cùng ta không? Được, thì cho con đi cùng với ạ. Con cũng không muốn tháng nào cực khổ lai một lai hai như thế này. Hào hán. Nhưng trên đường đi còn biết bao gian nan. Ta lại đang muốn tìm một đồ đệ cao to đen hôi. Người có biết tìm ở đâu không? Hôm trước con cũng đi bán xôi qua làng nọ, cũng thấy người ta đăng tin tìm việc nhiều lắm. Hay là thầy thử lên Shopee tìm xem. Được, để ta xem. Đưa điện thoại. Người xem con Son Goku này có được không? Son Goku à? Nhưng mà nó tượng cái Nhật kia, ship thì phải qua Tết mới về. Ê, thầy thử xem cái con lắm lông nhưng mà có cái gậy rất to này được không ạ? Con Ngộ Không à? Lại còn được free ship à? Dạ vâng. Được cái ship nhỉ? Chốt nha. Vâng. Chốt ạ. Lông này, gậy này. Sao mùi quá? Sư phụ thấy con này như nào thật? Thôi được rồi, ta nhận. Sư phụ nhận thì quét QR cho con nhé. Điện thoại đó. Tinh tinh, xong rồi nha. Thầy dùng app gì mà nhanh thế? Ta dùng Techcombank Mobile. Mà mọi người đi đâu đông vui thế nhở? Thế anh biết tin gì chưa? Chưa. Thế Tôn Ngộ Không chưa nói gì với anh à?
Ông thằng này không nói gì cả. Thế coi như em chưa nói gì. Này này, chúng ta đang trên đường đi thỉnh Zoom, không biết người có muốn đi cùng chúng ta không? Đi thỉnh Zoom à? Sáng đến giờ chờ thằng một không, chứ được cái gì mà ngủ. Đi chuyến này chắc là cũng cơm no rượu say đấy. Sư phụ, người cho con đi cùng với nhé. Được, ta đồng ý. Các con lên đường thôi. Đi thôi. Sau khi đã thu thập đủ đồ đệ, thầy trò Đường Tăng đã bắt đầu một hành trình đầy thỉnh du, đầy gian nan. Đi trước qua bao nhiêu chắc chở, liệu thầy trò Đường Tăng có thể thu thập được hai bảo bối chuyển huyết để đổi lấy chân du? Còn có tên Chư Bát Giới, hắn ta vừa tham ăn vừa háo sắc, chúng ta sẽ nghĩ cách đánh lừa hắn. Đi con. Tiểu thư, tiểu thị có sao không? Có ai không? Cứu với, cứu với. Mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Mình làm sao thế? À, xinh gái thế. À, quên. Xinh to thế. Sư phụ. Cô nương bị làm sao vậy? Tiểu thư nhà ta đi thăm cha ốm nặng, chẳng may trên đường rừng núi xa xôi, bị xin chư phụ ngã. Bây giờ không đi được, xin sư phụ cứu giúp. Để ta xem. Sư phụ, cẩn thận. Khu này nhiều yêu quái hiện định. Sư phụ không thể tin được. Con yên tâm. Theo kinh nghiệm xem Tây Du Ký 30 năm của ta, xấu như này không thể là yêu quái được. Để ta xem nào. Nhìn qua là biết bị đứt dây chằng rồi. Đứt dây chằng đau lắm. Ngộ Không, Sa Tăng, các con mau đi tìm thuốc cho ta để ta với bắt giới ở lại. Vâng ạ. Ở dưới kia có suối nước trong, ngươi đi lấy nước cho sư phụ với ta nhé. Đi, ta với ngươi cùng đi, ta khát đây. Không ai đúng không? Ngươi đâu thích. Xin các thí chủ hãy tự trọng. Hay mà ta thấy là một rúa cả sang kia kìa. Để em chiếm lấy ta đi. Sư phụ, lão tôn đến đây. Cái gì đây? Nếu tham mạo cho tiểu nhân xin có một bảo bối. Gì? Ban ca bảo mối đắc lực để có thể xin thỉnh du. Ban ca à? Xin ban mạng cho tiểu nhân nhé, bài cho tiểu nhân ạ. Sư phụ, ban ca. Thôi được rồi, các con hãy tha cho họ đi. Còn các ngươi hãy nhớ lấy bài, nhớ lấy câu này. Muốn làm thì phải có ăn. Không làm mà muốn có ăn thì các ngươi biết ăn gì rồi đấy. Đi. Dạ.
yêu quái đâu. Đúng không yêu quái đâu. Mày ngậm cái miệng mày lại. Đổ hoa man hôn sắc. Tí nữa thì sư phụ toi rồi. Ngậm thì ngậm. Sợ những người chắc. Thôi nào các con, trời đã tối rồi, chúng ta mau lên đường thôi. Lâm ơi, để con khó khò cất bảo bối. Chắc ta trải qua kiếp nạn, tẩy độc bản tư và thu thập được bảo bối ban ca, thầy trò Đường Tăng lại tiếp tục hành trình thỉnh du, vượt qua 81 kiếp nạn, cuối cùng cũng đã bước chân tới Tây Thiên. Sư phụ ta đi gặp Phật Tổ để thích chân dung. Xin các người cho tỏ. Bà chưa nhận được thông báo nào cả. Các người đã gửi email chưa? Đây là có nhiều bài báo trên. Phần tăng đến từ Đông Hải Đại Đường, vượt qua bao khó khăn mới đến được đây. Xin các thí chủ hãy tạo điều kiện. Không được, ta chỉ làm theo nguyên tắc. Các người hãy chỉnh đủ hồ sơ thì ta tên nhận cho vào. Ở đây có bát ca đây. Bát ca. Này, em gửi các anh ạ. Nó chỉ có bát ca đây thôi. Thế còn yêu em đi đâu rồi? Các con, có ai giấu bảo bối đi đâu rồi không? Các anh ơi, em đường xá ra rồi đến đây thôi, cho các em xin bổ sung sau đi. Nhá. Không được. Các người hãy về bổ sung đầy đủ rồi hãy trình lên. Ta không thể phê duyệt ngoài lệ được. Ai yêu em đó. Sư phụ yêu em đi ạ. Sao nó lại rơi ra từ người con ngựa này nhờ? Nó nói gì đấy? Thằng này nó bảo nhà nó giàu với sư phụ ạ. Anh ơi, em đủ ạ, cho anh vào nhá. Thôi được rồi, các người vào đi. Phật Tổ nó ngồi kia kìa. Mất mic. Các người thật giỏi. Trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, các người đã tới ở đây. Ta chờ các người từ rất lâu rồi. Tạ ơn Phật Tổ. Chúng con không quản ngại đường xá xa xôi, cũng vì bách tính muôn dân, xin Phật Tổ hãy ban cho chúng con chân dung. Trợ lý bi kịch đâu? Thank you. Chân dung của nhà ngươi đây. Hãy từ từ mở ra. Đây sẽ là mở cửa của bách tính muôn dân. Muôn dân giàu mạnh, Đông Hải Đại Đường vĩnh hằng. Từ từ mở ra, ta đi đây. Các con, cuối cùng chúng ta cũng đã lấy được chân dung. Chú người đấy con. Để con. Ô, đây là tiếng Việt mà. Ô, con là biết bối tiếng Trung rồi. Huỳnh nữa, đưa ra. Điều. Con cũng chưa học đến cái này à? Ôi, để ta. Các con lại đây. Thật ra đây chính là tâm thư của Phật Tổ. Để ta đọc cho các con nghe. Điều. Một năm khó khăn với nhiều thách thức đã trải qua, chúng ta cũng phải thay đổi, chuyển mình để vượt trội hơn mỗi ngày, trở thành những người tiên phong hoàn thành các mục tiêu đề ra, để gặt hái được những kết quả tốt, hướng tới năm 2023 hoàn thành xuất sắc. Các con, mau cùng ta về làm contact lens thôi.
cứ tưởng là Phật tổ cho chân dung, hóa ra lại là tâm thư. Không, ta đau đầu quá, đưa ta lọ dầu gió. Quý vị có thể dành cho tôi 4 một tràng vỗ tay.